thông tin Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia được đưa ra có thể coi là một thông điệp gửi tới người hùng Kiên Giang là nhất cử nhất động đã và đang bị giám sát chặt chẽ. Có nghĩa là cuộc điện đàm giữa nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và ông Hun Sen về việc cử trong Nam Trần Bắc Hà đã bị nghe lén. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trần Bắc Hà bị bắt trên đường trốn sang Campuchia như thế nào. Bài viết được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Đêm ngày 28 tháng 11 năm 2018, dư luận trên mạng xã hội xuất hiện tin cho rằng cựu bí thư đảng ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và ông Trần Lục Lang, phó tổng giám đốc BIDV đã bị phía Việt Nam bắt giữ khi đang ở Campuchia. Song trên thực tế thì chưa hẳn là đúng như vậy. Tin đồn này được cho là có xuất xứ từ nhà báo Mạnh Quân viết trên Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều ngày 29 tháng 11, Facebook cơ nhân Thế Hoàng đã đưa tin với nội dung cụ thể như sau. Về Trần Bắc Hà, nhiều trang mạng đưa tin là ông Hà đã bị bắt ở Campuchia, nhưng thực chất là không phải. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ông Hà cùng với cộng sự thân tín của mình và hai chân dài bị bắt ở quán phở Lam Kham Park Xe Lào. Những người tham gia bắt giữ đã theo xe của ông Hà từ tỉnh Savanakhet, Lào lên đến thành phố Park Xe, hai thành phố này cách nhau 250 km. Ngay khi bị bắt, ông Hà được đưa về đại bản doanh đóng ở Lào để khám xét và lấy một số giấy tờ cần thiết. Sau đó, ông ta được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lai Quảng Trị lúc nửa khuya. Sáng nay trong chuyến bay sớm từ Huế ra Hà Nội, Trần Bắc Hà đã có mặt trên chuyến bay sớm đó cùng với những người áp tải ông ta. Được biết, người đi cùng với chùm tài phiệt Trần Bắc Hà khi bị bắt là ông Trần Lục Lang, phó tổng giám đốc BIDV, người được xem là cánh tay phải của Trần Bắc Hà. Nhà báo Phạm Việt Thắng cũng cho biết, bác Hà ăn lòng lợn trước khi nhập kho. Lúc 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 11, người, nhiều người dân thấy Trần Bắc Hà xuống xe cùng với một số đồng chí công vụ vào quán lòng lợn bà Đức ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu ăn sáng. Như vậy có thể hiểu, Trần Bắc Hà được dẫn giải từ Campuchia về Lào, rồi từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ. Nghĩa là xe chở Bắc Hà đã đi thâu đêm để kịp ra Hà Nội làm các thủ tục tố tụng. Và nghĩa là nghe anh ta đã rất vinh sự được mời anh Trần Bắc Hà bữa lòng lợn trước lúc anh ta nhập kho. Tuy nhiên, việc nhà báo này cho rằng, có thể hiểu Trần Bắc Hà được dẫn giải từ Campuchia về Lào, rồi từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ. Không phải là chưa chính xác. Xong cũng có thể hiểu là Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang được đưa đến đích cần tới. Trước đây, theo nhà báo Lê Hồng Hà cho biết, tại bản kè huyện Bắc Xe, tỉnh Champasak, Nam Lào, Trần Bắc Hà và những người thân đã thuê một biệt thự có diện tích 1.000 mét vuông để ở, làm việc mỗi khi sang Lào. Xong, từ tháng 5 năm 2018 đến nay, khi cảm thấy không an toàn, thì căn biệt thự này đã được đổi biển hiệu, không còn người ở. Người ta cho rằng có lẽ Trần Bắc Hà đã nhanh chân cao chạy xa bay hoặc là đi chữa bệnh như thông tin trước đây. Sự hiện diện của chùm tài phiệt Trần Bắc Hà không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp như nhiều người biết đến mà ít ai biết rằng ông Trần Bắc Hà còn đầu tư với ngân hàng tài chính tại Lào, mà Ngân hàng Lào Việt Banh. Những cái đó đã giúp cho ông Trần Bắc Hà có một ảnh hưởng lớn đối với các quan chức cao cấp ở Lào. Điều này cũng có nghĩa nhà nước Lào sẽ đảm bảo vấn đề an toàn cho ông Trần Bắc Hà như cam kết. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, nhiều người thân quen với ông Trần Bắc Hà cho biết có nhiều động thái cho thấy Trần Bắc Hà đang chuẩn bị chạy sang Campuchia để trú ẩn. Vì sự ảnh hưởng của Việt Nam đối với Lào dù đã giảm sút đáng kể, nhưng vẫn không tệ bằng Campuchia của Thủ tướng Hun Sen hiện nay. Nếu ở Campuchia thì ông Trần Bắc Hà sẽ được bao bọc an toàn hơn. Mặt khác, quan hệ giữa Hun Sen và Ba Dũng vẫn giữ được không khí nồng ấm vốn có từ trước tới giờ. Nó khác hẳn quan hệ của Hun Sen với nhà nước Việt Nam hiện nay dưới thời của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Việc hai ông Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang bị cảnh sát Lào dưới sự chỉ đạo của An ninh Việt Nam bắt tại quán phở Việt Nam Lam Kham cùng với hai em chân dài tại thành phố Park She, một địa điểm chỉ cách biên giới Campuchia hơn 50 km. Điều đó đã cho thấy Trần Bắc Hà vẫn rất khỏe mạnh, chứ chẳng bị ung thư gan giai đoạn cuối như đồn đoán và vẫn rất ung dung tự tại trên đường di chuyển sang Campuchia. Thông tin Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia được đưa ra có thể coi là một thông điệp gửi tới người Hùng Kiên Giang là nhất cử nhất động đã và đang bị giám sát chặt chẽ. Có nghĩa là cuộc điện đàm giữa nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Hun Sen về việc cử trong nom Trần Bắc Hà đã bị nghe lén. Sau khi bị bắt, ông Trần Bắc Hà được đưa về thành phố Sa thủ phủ miền trung Lào, là nơi ta lúc cuối cùng để thực hiện việc khám xét và được đưa bằng đường bộ về Việt Nam qua cửa khẩu La Lai, Quảng Trị để về Huế trước khi di lý ra Hà Nội. Ông Trần Bắc Hà được mệnh danh là kẻ dưới một người trên vạn người. Ông này từng được ví là phó thủ tướng thứ nhất dưới thời Ba Dũng làm thủ tướng. Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình và bộ trưởng Đinh La Thăng thời ấy sợ Trần Bắc Hà như sợ cọp vì cái uy của Ba Dũng. Dưới thời của Ba Dũng, Trần Bắc Hà đã có công xây dựng tỉnh Bình Định trở thành một pháo đài vững chắc của gia tộc Ba Dũng tại Trung Nam Bộ. Việc quý tử của Ba Dũng là Nguyễn Minh Chiết về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định để nhằm nhe chiếc ghế ủy viên Trung ương dự khuyết, hay là việc nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu tại đại hội 12 với lý do già rồi là những minh chứng rõ rệt nhất. Vì thế, động thái tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt bằng được Trần Bắc Hà cũng chỉ vì mục đích xông thẳng vào biệt thự trên đường Nguyễn Đình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế Trần Bắc Hà là người duy nhất nắm trọn bộ mọi bí mật cao cấp nhất có thể giúp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tù. Anh ba kiên giang lại mất ngủ nữa rồi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Trần Bắc Hà giàu cỡ nào. Bài viết được đăng trên trang Sputnik tiếng Việt. Giả thế ông Trần Bắc Hà khủng tới cỡ nào? Trong khi cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đương chức, vợ con đại gia ngân hàng này đều là lãnh đạo của những doanh nghiệp đình đám và là chủ của nhiều dự án ngàn tỷ. Vợ và con là xếp lớn của doanh nghiệp đình đám. Báo Người Lao Động đưa tin một trong những công trình và tài sản khổng lồ đầu tiên của vợ chồng ông Hà được hình thành ngay trên quê hương của mình là resort Hoàng Sa Quy Nhơn 4 sao tọa lạc trên khu đất có diện tích hàng chục ngàn mét vuông nằm dọc theo bờ biển trung tâm thành phố Quy Nhơn Bình Định tuyệt đẹp. Resort Hoàng Sa Quy Nhơn được ví như khu đất vàng bởi có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Quy Nhơn với giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Trước đây resort Hoàng Sa Quy Nhơn thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỷ đồng. Hơn 10 năm trước, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do vợ chồng Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu với giá 135 tỷ đồng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, resort Hoàng Sa Quy Nhơn hiện có giá hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột là Ngô Kim Anh. Ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, dù đã chuyển nhượng nhưng thực tế sau đó, việc điều hành resort Hoàng Sa Quy Nhơn đều do bà Lan và con gái thực hiện. Trong một diễn biến khác, sau khi sở hữu resort Hoàng Sa Quy Nhơn, Năm 2009, ông Trần Bắc Hà tiếp tục thành lập công ty cổ phần Tập đoàn An Phú với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng do con trai là Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty có trụ sở tại số 1 Hàn Mặc Tử, thành phố Quy Nhơn, trùng với địa chỉ trụ sở công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn. Sau khi thành lập chưa được bao lâu, công ty cổ phần Tập đoàn An Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị thương mại An Phú với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Khu đô thị được xây dựng tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 36.568 m2. Không thua kém gì mẹ và em trai, năm 2014, con gái Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương cũng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng, trụ sở cũng tại địa chỉ số 1 Hàn Mặc Tử, thành phố Quy Nhơn với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng và công ty cổ phần tập đoàn An Phú của hai con ông Hà cùng một doanh nghiệp khác được ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Theo đó, dự án được thực hiện tại khu đất vàng K200 thuộc khu đô thị thương mại dịch vụ phía tây đường An Sương Vương, thành phố Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Ngoài ra, con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, từng là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 11 năm 2017, ông Trần Duy Tùng đã từ chức tại công ty này, làm giàu tại Lào và dự án tâm linh trên quê hương. Không chỉ là ông chủ tịch quyền uy tại một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Trần Bắc Hà còn có tham vọng mở rộng kinh doanh bên ngoài lãnh thổ. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2016, Trần Bắc Hà cùng với một số người trong gia đình thành lập một công ty bên Lào đầu tư nhiều dự án trồng cây nông nghiệp trên diện tích hàng chục ngàn hecta để trồng chuối và chanh dây với tổng tài sản lên tới cả chục ngàn tỷ đồng. Theo báo Người Lao Động, gia đình ông Hà đã thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Bạn Kè, huyện Park Xe tỉnh Champasak, để ở và thành lập công ty Sai Bun Hương, tên thật tiếng Lào. Ngay sau đó, doanh nghiệp này triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp. Trong đó, hiện có hai dự án trồng cây nông nghiệp khá lớn của doanh nghiệp này đã đến giai đoạn thu hoạch. Cụ thể, công ty Sai Bun Hương đã triển khai một dự án trồng cây chanh dây tại huyện Park Song, tỉnh Champasak trên diện tích đất khoảng 10.000 hecta và một dự án trồng cây chuối tại tỉnh Savannakhet cạnh cửa khẩu La Bảo trên diện tích đất khoảng 50.000 hecta. Hiện hai dự án trồng chuối và chanh dây đã cho thu hoạch và đang xuất bán ồ ạt sang thị trường Trung Quốc, một doanh nhân người Việt tại Park Xe cho hay. Theo một số doanh nhân Việt Nam đang đầu tư nông nghiệp tại Lào, nếu chưa tính tiền thuê đất để hình thành được một hecta trồng chanh dây cũng như chuối từ lúc sơ khai cho đến khi thu hoạch ở quốc gia này, chi phí đầu tư khoảng 250 triệu đồng một hecta, gồm các khoản chi phí như săn lấp mặt bằng, mua cây giống, thuê nhân công, phân bón. Như vậy, với dự án 10.000 hecta trồng chanh dây từ lúc sơ khai đến lúc thu hoạch, mà ông Trần Bắc Hà cùng với số người thân đã triển khai, chi phí đầu tư có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hà cùng với người thân đang xúc tiến dự án viện giống cây trồng tại Lào có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với số vốn đầu tư dự kiến. Với số vốn dự kiến đầu tư cũng rất khủng, Trước đó năm 2009, khi đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị BIDV, Trần Bắc Hà cũng triển khai xây dựng dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, với số vốn 500 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức xã hội hóa do BIDV và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kêu gọi. Tuy nhiên thực tế quá trình triển khai xây dựng dự án đều do toàn bộ những người trong gia đình ông Hà điều hành. Trần Bắc Hà được xem là ông trùm trong lĩnh vực ngân hàng, là người tạo ra những bước chuyển mình của BIDV trong nhiều năm trước. Tài sản và lợi nhuận của BIDV đã tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2016. Đây là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 3 trong toàn hệ thống. Trần Bắc Hà có 35 năm công tác tại BIDV và hơn 8 năm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị từ 2008 đến 2016. Ông Hà nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 cuối tháng 5 năm 2018, Trần Bắc Hà bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có những vi phạm rất nghiêm trọng và đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trong đó có sai phạm trong việc cho vay 4.700 tỷ đồng cho 12 công ty của Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB. Trong phiên tòa đại án Phạm Công Danh và Trầm B, Trần Bắc Hà bị tòa triệu tập với hai tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, nhưng đã vắng mặt với lý do đang điều trị ung thư gan tại Singapore.